xa đi vô đường đi, cái là quay dần quay dần. We're heading into the Vatican. It's a huge city. Hôm nay phái đoàn 3L được sự may mắn là có Đức Cha Trời và Đức Chúa và Mẹ Maria phù hộ, là tụi này mới cái tới Vatican thôi. Thì đi bộ vô là gặp ba sơ, và ba sơ này dễ, rất là dễ thương. Ngay lập tức là hướng dẫn tụi này để đến. Không. Để đi tới lấy cái vé để ngày mai mình có thể gặp Đức Giáo Hoàng được. Đây, Vatican đây. Đức Giáo Hoàng sẽ đi ra để lấy chờ trước công chúng đó. Bây giờ mình bằng mọi người xin như đây trước.